Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với bài tập ngày số 10 trong chuỗi bài tập yoga duy trì. Bài tập của chúng ta ngày hôm nay có chủ đề là bài tập yoga thăng bằng, giúp chúng ta tăng cường sự tập trung của mình. Và bây giờ chúng ta hãy cùng ngồi thật thoải mái trên thảm, hai tay đặt lên đầu gối, cùng khép nhẹ đôi mắt lại, hướng sự tập trung vào hơi thở, hít vào thật sâu, thở ra thật chậm. Hít vào bụng phình căng lên, thở ra xẹp sâu bụng xuống. Hít vào, thở ra. Hít sâu, thở chậm. Thả lỏng khuôn mặt, thả lỏng hai vai. Chúng ta cùng tĩnh tâm ở đây. Hít sâu. Thở chậm. Hít vào thật sâu. Thở ra hết. Hít vào thật sâu. Thở hết ra. Cùng đưa hai tay chấp nhẹ về trước ngực. Cùng ngân một âm thanh ô khi thở ra. Hít vào. Ô. Namaste. Rồi, lúc này chúng ta cùng duỗi đôi chân của mình. Rung lắc nhẹ hai chân. Chúng ta cùng co chân phải lại, co chân phải của mình. Hít vào, hai tay vươn lên cao. Lan tay đẩy ngực nâng cằm. Đi tay ra sau. Thở ra hạ tay xuống, cuộn lưng hóp sâu bụng lại, mắt nhìn xuống. Hít vào, hai tay vươn lên. Lan tay ngửa căng lòng bàn tay. Hít thở đều 5, 4, 3, 2, một. Thở ra hạ tay xuống, cuộn lưng hóp sâu bụng lại, mắt nhìn sụt rốn. Hít vào, hai tay vươn lên cao. Đi tay ra sau, giữ ở đây 5 4 3 2 và 1. Thở tay phải sang phải, nghiêng phải, vươn căng tay trái. Hít vào, hai tay vươn lên. Thở nghiêng trái, vươn căng tay phải, mắt ngước nhìn lên trần nhà. Hít vào, hai tay đi lên cao. Thở ra nghiêng phải, vươn căng tay trái. 3 2 1. Hít vào, hai tay lên. Thở ra đổi bên nghiêng. Giữ hít thở đều 5 4 3 2 1. Hít vào, hai tay đi lên. Thở hai tay ra song mông. Hít nâng mông lên, bấm chặt tay. Giữ ở đây 5 4 3 2 1. Rồi nhẹ nhàng hạ mông của mình xuống. Hít tay về trước, nâng chân phải lên, rồi tách chân trái khỏi sàn, giữ ở đây 5 4 3 2 1. Thở hạ chân xuống. Hít vào, hai tay vươn lên cao. Thở hai tay ra sau mông. Mũi tay hướng về phía mông của mình. Hít nâng mông lên giữ. 5 4 3 2 1. Thở hạ mông xuống, rồi hai tay về trước, nâng chân lên, siết giữ ở đây. 1 2 3 4 5. Thở hạ chân xuống. Đổi bên, co chân trái lại. Hít vào, hai tay đi lên cao.
Hai tay đi lên. Thở tiếp tục tay phải sang phải, nghiêng lần sang phải. Vươn căng tay trái. 3, 2, 1. Khít vào, hai tay vươn lên cao. Thở ra đổi bên nghiêng. Vươn căng tay phải. 3, 2, 1. Khít vào, hai tay vươn lên cao. Thở ra tiếp tục nghiêng lần sang phải, giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Khít vào, hai tay vươn lên. Thở ra đổi bên, vươn căng cánh tay phải. 1, 2, 3, 4, 5. Khít vào, hai tay vươn lên. Thở hai tay ra sau mông. Khít nâng mông lên, giữ ở đây. 1, 2, 3, 4, 5. Thở hạ mông xuống. Nâng chân trái lên, rồi vuốt căng mũi chân phải, giữ ở đây. 1, 2, 3, 4, 5. Thở hạ chân xuống. Khít vào, hai tay vươn lên. Thở hai tay ra sau mông. Khít nâng mông lên. Giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Thở hạ mông xuống. Nâng chân lên, giữ ở đây. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi hạ chân của mình xuống sàn. Khít vào, hai tay đi lên cao. Thở hạ tay xuống, rung lắc nhẹ hai chân của mình. Rung lắc nhẹ hai chân. Từ đây chúng ta cùng trở về tư thế cái bàn. Trở về cái bàn. Khít vào, dấn ngực võng lưng, vươn dài cơ cổ của mình nào. Thở ra cuộn lưng, hóp sâu bụng lại. Mắt nhìn xuống xuống. Khít vào, dấn ngực nâng cằm, vươn dài cơ cổ ở đây. Khít thở đều. 5, 4, 3, 2, 1. Thở ra cuộn lưng, hóp sâu lại, mắt nhìn xuống. Khít vào, dưới ngực nâng cằm, vươn dài cơ cổ của mình. Khít thở đều. 5, 4, 3, 2, 1. Thở ra cuộn lưng, hóp thật sâu bụng, mắt nhìn xuống xuống. Rồi khít vào, tay trái vươn lên cao, mắt nhìn lên theo tay. Thở ra luồn sâu tay vai trái xuống. Luồn sâu tay vai trái xuống. Rồi. Khít vào, chúng ta cùng nâng chân phải lên. Vuốt căng mũi bàn chân phải. Rồi tay phải lên cao. Giữ thăng bằng ở đây. 1, 2, 3, 4, 5. Thở ra hạ chân phải xuống. Chúng ta cùng trở về. Khít vào, tay phải vươn lên cao. Thở ra luồn sâu tay vai phải xuống. Vươn tay trái qua đầu. Giữ ở đây, khít thở đều. 1, 2, 3. Rồi từ đây chúng ta cùng hít nâng chân trái lên. Vuốt căng mũi bàn chân trái, siết mạnh mông đùi lại. Siết cơ bụng lại. Tốt, tay trái hướng lên trần nhà. 1, 2, 3, 4, 5. Nhẹ nhàng hạ chân của mình xuống. Hạ chân xuống. Khít vào, trở về con mèo. Cuộn lưng lại. Khít thở đều ở đây. Khít thật sâu. Thở ra thật chậm. Khít vào. Thở tiếp tục, khít tay trái vươn lên cao. Thở ra luồn sâu tay vai trái xuống. Rồi. Bấm chặt tay của mình. Khít vào, nâng chân phải lên. Siết căng mũi bàn chân phải. Rồi. Vuốt mũi chân trái nếu được. Rồi. Tay của chúng ta nếu tốt thì tách lên cao. 3, 2 và 1. Rồi nhẹ nhàng hạ chân, hạ tay xuống. Khít vào, trở về. Trở về cuộn lưng lại. Khít thở đều ở đây. Khít vào, tay phải vươn lên cao. Thở ra luồn sâu tay vai phải xuống. Rồi vươn tay. Ngoài tay trái chúng ta vẫn giữ nguyên. Di chuyển hông từ trái sang phải. Rồi duỗi thẳng chân trái của mình lên cao. Rồi siết căng mũi bàn chân. Tốt thì gấp đầu gối chân phải, còn không thì thôi ạ. Rồi tốt, tay trái lên. Giữ ở đây. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi nhẹ nhàng hạ chân xuống. Trở về.
Con mèo quặn lưng lại, hít thở đều, hít thật sâu, thở ra, hít vào, thở ra, hít sâu, thở kéo mông lên cao cho úp mặt chìm sâu vai xuống, hít thở đều ở đây, hít vào đá chân trái ra sau lên, giữ, 5, 4, 3, 2, 1, co đầu gối chân lại, bước chân về giữa hai bàn tay, hít vào hai tay vươn lên cao, trưởng tấn cao, siết giữ thông, siết giữ ở đây, chiến binh một, trưởng tấn cao, 5, 4, 3, 2, 1, rồi nhẹ nhàng, giao người về trước, nếu ai mỏi đầu gối có thể đặt tay lên đùi của mình, 1, 2, 3, 4, 5, hạ tay của mình xuống sàn, bước chân ra sau về tấm ván cao, giữ ở đây, 10, đẩy gót chân ra sau, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, thở hạ đầu gối xuống, hạ ngực cầm 8 điểm chạm sàn, 8 điểm chạm sàn, hít chân người lên, gắn hổ mang, đẩy ngực nâng cằm, thở ra bấm mũi chân, mông lên cao cho úp mặt, chìm sâu vai xuống, hít thở đều, hít thở đều, hít vào thật sâu, thở ra thật chậm, hít vào, thở ra, hít sâu, thở ra hết, hít vào đá chân phải ra sau lên, giữ ở đây, 5, 4, 3, 2, 1, rồi co đầu gối lại, bước từ từ chân phải về giữa hai bàn tay, tiếp tục hít vào hai tay lên cao, trường tấn cao, giữ ở đây, hít thở đều, 5, 4, 3, 2, 1, nhau người về trước một góc 45 độ giữ, 1, 2, 3, 4, 5, thở hạ tay của mình xuống, rồi nhẹ nhàng cùng bước chân ra sau về tấm ván cao, giữ hít thở đều, 10, 9, thoát thế sớm nếu thấy cần thiết, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 và 1, thở hạ đầu gối xuống, hạ ngực cầm, 8 điểm chạm sàn, hít vào chuyển người lên, rắn hổ mang đẩy ngực nâng cằm, thở ra bấm mũi bàn chân, mông lên cao cho úp mặt, chìm sâu vai xuống, hít thở đều, hít sâu và thở ra, hít vào thật sâu, thở, tiếp tục chúng ta cùng hít đá chân trái ra sau lên, rồi từ từ co đầu gối, bước nhẹ nhàng chân trái về giữa hai tay của mình, hít vào hai tay lên, trường tấn cao, siết lại giữ ở đây, 1, 2, 3, 4, 5, nhau người về trước giữ ở đây, 1, 2, 3, 4, 5, hạ tay của mình xuống, tách chân sau của mình lên, rồi, lại từ từ chúng ta cùng nhẹ nhàng gập người theo khả năng của mình, nếu tốt thì ngược trán về gần ống chân, còn không thì chúng ta có thể vẫn di chuyển ngược tay ra xa, giữ ở đây, hít thở đều, 1, 2, 3, 4, 5, nhẹ nhàng hạ chân ra sau, hạ chân ra sau, rồi vươn dài lưng của mình ra, hít thở đều ở đây, cùng bước chân ra sau, trở về tấm ván, hạ đầu gối xuống, hạ ngực cằm, 8 điểm chạm sàn, hít trường người lên, rắn hổ mang, thở bấm mũi chân, mông lên cao, chờ úp mặt chìm sâu vai xuống, hít thở đều, hít vào đá chân phải lên, giữ ở đây, 5, 4, 3, 2, 1, bước chân phải về giữa hai bàn tay, cuộn lưng lên, 3, 2 và 1, hạ chân xuống,
Hít vào, hai tay vươn lên cao. Trường thân cao giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi nhẹ nhàng hạ tay của mình xuống. Tách chân trái lên. Rồi, dễ thì chúng ta vẫn giữ ở đây ạ. Còn đâu ai tốt hơn thì gập người sau xuống. Gập người sau xuống. Chân ra sau lên cao. Ngực chán về gần ống chân của mình. Giữ ở đây, hít thở đều. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi nhẹ nhàng hạ chân sang xuống. Kéo mông lên cao. Hít thở đều. Cùng bước chân ra sau. Về tấm ván. Hạ đầu gối. Hạ ngực cằm. 8 điểm chạm sàn. Hít trần người lên. Dán hổ mang. Thở ra bấm mũi chân. Mông lên cao, cho úp mặt chìm sâu vai. Hít thở đều ở đây. Hít sâu, thở hạ đầu gối xuống. Mông ngồi lên gót chân em bé. Thả lỏng tay vai của mình, hít thở đều. Hít vào thật sâu. Thở ra thật chậm. Hít vào thật sâu. Thở hết ra. Hít vào bụng phình căng lên. Thở ra xẹp sâu bụng xuống. Hít sâu. Thở ra. Hít vào. Thở. Nay chúng ta cùng từ từ nâng mông của mình lên. Trở về chỗ úp mặt. Rồi. Bước nhẹ chân phải về giữa hai bàn tay. Hạ gót chân sau xuống. Chìm sâu hông. Luồn tay phải xuống dưới đùi phải. Rồi giữ ở đây. 1, 2, 3, 4. Làm di chuyển chân trái về cạnh chân phải của mình. Kiễng gót chân phải lên. Hít vào từ từ thẳng người lên. Giữ ở đây, hít thở đều. Rồi. Lúc này nếu tốt thì chúng ta bắt đầu duỗi thẳng chân phải. 1, 2, 3, 4, 5. Thở ra hạ chân xuống. Rồi. Hạ chân của mình xuống. Hít vào, hai tay vươn lên cao. Vươn căng hai tay lên. Thở ra vươn dài lưng gập người. Bước từng chân ra sau về chỗ úp mặt, chìm sâu vai xuống. Hít vào, đá chân trái ra sau lên cao. Thở ra bước chân trái về giữa hai tay của mình. Rồi hạ gót chân sau, luồn sâu tay trái xuống dưới đùi trái. Tay phải ra sau. Giữ ở đây 3. 2, 1, bước chân phải về cạnh chân trái. Hít vào, kiễng gót chân trái lên. Từ từ thẳng người lên. Giữ hít thở đều, giữ thăng bằng ở đây. Rồi, có thể thẳng lưng hoặc vẫn hơi gập người cũng được ạ, không sao hết. Rồi, nếu tốt từ từ duỗi thẳng chân trái của mình. 1, 2, 3, 4, 5, rồi hạ chân xuống. Nhẹ nhàng hạ tay xuống. Rồi. Hít thở đều ở đây. Hít sâu. Thở ra. Hít vào. Thở trùng đầu gối xuống. Mông ngồi lên thảm. Rồi. Ôm chân lăn lưng của mình. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10. Rồi nhẹ nhàng hạ lưng xuống. Hai tay nắm vào hai ngón chân cái. Rung lắc chân sang hai bên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 và 1. Rồi nhẹ nhàng duỗi chân của mình ra. Hít vào, vươn hai tay qua đầu. Duỗi căng mũi chân. Kéo giãn cơ thể của mình.
rồi hai tay sang ngang. Co đầu gối chân phải tạo thành một góc vuông. Di chuyển đầu gối phải sang bên trái. Nhấn vai xuống, hít thở đều 5, 4, 3, 2, 1, hít vào trở về. Thở ra đổi bên co chân trái. Di chuyển chân trái sang phải. Giữ hít thở đều 5, 4, 3, 2, 1, hít vào trở về giữa. Thả lỏng và nằm thư giãn trong tư thế Savasana. Hai chân tách nhẹ sang hai góc thảm. Ngửa hai lòng bàn tay của mình. Cùng khép nhẹ đôi mắt. Hít vào, bụng phình căng lên. Thở ra xịt sâu bụng xuống. Hít vào, bụng phình căng lên. Thở ra xịt sâu bụng lại. Hít vào, bụng phình căng lên. Thở ra xịt sâu bụng xuống. Thả lỏng và thư giãn ở đây. Từ đây chúng ta cùng co đầu gối chân trái, nghiêng người sang bên phải và từ từ ngồi dậy. Vừa rồi đó chính là bài tập ngày số 10 trong chuỗi bài tập yoga duy trì. Hy vọng sẽ là một bài tập bổ ích dành cho các bạn. Và đừng quên sau khi tập xong hãy comment phản hồi của các bạn để mình biết bài tập này như thế nào nhé. Và hy vọng là các bạn sẽ tiếp tục theo dõi và đồng hành cùng kênh của mình nhé. Tạm biệt. All I want.